Mến chào quý anh chị và các bạn đến với video mới nhất của kênh. Kính chúc quý anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và thành công trong cuộc sống. Sau đây hãy cùng kênh tìm hiểu tử vi 6 tháng cuối năm Tân Sửu 2021 của tuổi Tân Mùi, sinh năm 1991. Mệnh chủ tuổi Tân Mùi là những người thông minh, sắc sảo, tài trí hơn người, có con mắt nhìn xa trông rộng và khả năng phân tích vấn đề một cách nhạy bén. Người sinh năm Tân Mùi thường là người khéo léo trong giao tiếp ứng xử. Vì vậy, tuổi Mùi mệnh thổ được mọi người xung quanh yêu quý. Hơn nữa, họ luôn giúp đỡ người có hoàn cảnh bất hạnh bằng sự nhân hậu tốt bụng của mình. Họ mạnh mẽ, quyết liệt trong công việc, một khi đề ra mục tiêu sẽ cố gắng chinh phục bằng được. Tuổi Tân Mùi thường gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, những lúc khó khăn đều được quý nhân phù trợ, mọi người xung quanh giúp đỡ. Và trước khi bước vào nội dung chính, quý anh chị và các bạn đừng quên đăng ký miễn phí kênh và ấn vào tín hiệu chuông để luôn là người đầu tiên nhận được thông báo khi có video mới nhất. Tổng quan tử vi tuổi Tân Mùi trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu 2021. Nửa cuối năm Tân Sửu 2021 cho thấy cục diện xung thái tuế, báo hiệu tuổi Tân Mùi trong thời gian này sẽ vấp phải không ít trở ngại trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống. Tuy nhiên, lửa thử vàng, gian nan thử sức, đừng vì thế mà nản lòng, vận mệnh nằm trong tay. Bản mệnh vẫn có thể xoay chuyển vận mệnh bằng chính năng lực và sự cố gắng của mình. Chỉ cần trong năm, bản mệnh chú ý kiểm soát cảm xúc của bản thân, chú ý lời ăn tiếng nói, hành động có chừng mực, dùng một trái tim nóng và cái đầu lạnh để suy xét mọi thứ thì không có điều gì quá đáng ngại. Tuy nhiên, tài lộc có dấu hiệu bị hao tổn, đặc biệt là rủi ro trong dự án bất động sản. Đồng thời, điều đó còn dẫn đến sức khỏe không tốt, dễ mắc các bệnh về đường tiêu hóa hoặc nguy cơ tai nạn bất ngờ. Vận trình của người tuổi Tân Mùi trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu 2021 qua từng phương diện. Thứ nhất, về phương diện sự nghiệp. Công việc của tuổi Tân Mùi gặp nhiều trở ngại trong nửa cuối năm 2021, hiệu suất giảm sút. Làm nhiều nhưng hưởng ít, sai sót liên miên ảnh hưởng tới đường tiến thân. Tuổi Tân Mùi trong 6 tháng cuối năm 2021 còn cho thấy rõ xung thái tuế và nhiều hung tinh chiếu mệnh khiến cho bản mệnh khó kiểm soát cảm xúc, dễ bị kích động, làm việc tùy hứng hay để cảm xúc lớn ác khiến người xung quanh. Nếu không cẩn thận, bản mệnh còn có thể vấp phải họa tiểu nhân do chính mình và do sự nóng nảy của mình gây ra. Nhìn chung, cơ hội phát triển sự nghiệp, mở rộng làm ăn của bản mệnh trong thời gian này sẽ không nhiều, nếu có cũng rất nhỏ, không đáng kể, thậm chí đôi khi còn vì ham chơi, thiếu sự tập trung mà bỏ bê công việc, dễ bị cấp trên nhắc nhở và khiển trách. Thứ hai, về mặt tài lộc. Tử vi 6 tháng cuối năm 2021 này cho biết thời gian này do cục diện xấu lại có đại hao, chủ hao tán tiền bạc ảnh hưởng vận trình tài lộc của tuổi Tân Mùi sụt giảm hơn so với thời gian trước đó. Các hạng mục kinh doanh của bản mệnh trong nửa cuối năm Tân Sửu 2021 đều không đạt kết quả như mong muốn, thậm chí có thời điểm vốn bỏ ra khá nhiều nhưng lại chẳng thấy đâu, khiến tinh thần sa sút, suy sụp khá nhanh, tâm lý bất ổn. Trong thời điểm tài chính bấp bênh như vậy, bản mệnh nên hạn chế tham gia đầu tư vào các dự án bất động sản, cũng không nên mua nhà, mua đất vội vàng, nếu không sẽ sập bẫy kẻ lừa đảo vì sự nóng vội của bản thân, tiền một đi không trở lại. Thứ ba, về mặt tình cảm gia đạo. Trong 6 tháng cuối năm 2021, tuổi Tân Mùi do gặp sao hạn xấu chiếu mệnh nên đường tình duyên ảm đạm. Bản mệnh còn đang độc thân, khó có cơ hội phát triển tình cảm dù cho đã cố gắng rất nhiều. Thậm chí, đôi khi sự nóng nảy bảo thủ của bản mệnh còn gây phản cảm, tạo ấn tượng xấu đối với người khác. Ngoài ra, đối với những bản mệnh đã có gia đình, nhìn chung gia đạo khá bình ổn, vợ chồng sống bên nhau, không thể tránh khỏi đôi lúc có xung đột. Nhưng nếu cả hai biết nhường nhịn cùng
chung tay bảo vệ hạnh phúc gia đình thì chuyện lớn đến đâu cũng hóa thành nhỏ, vấn đề không còn nghiêm trọng nữa. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Tuổi Tân Mùi trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu 2021 dễ mắc các bệnh về gan, túi mật và những nguy hiểm tiềm ẩn. Tuy nhiên, đừng quá lo lắng bởi nếu được thăm khám kịp thời, gặp thầy gặp thuốc thì bệnh sẽ thuyên giảm. Có điều cần chú ý đi lại cẩn thận đề phòng bị té ngã hoặc tai nạn xe cộ, nhất là thai phụ. Bản mệnh nên hết sức lưu ý về vấn đề đi lại, kẻo tránh động thai, thậm chí sảy thai. Hung cát từng tháng trong vận trình 6 tháng cuối năm 2021 của tuổi Tân Mùi. Tử vi tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch, vận trình của tuổi Tân Mùi không được thuận lợi như ý muốn, đặc biệt trên phương diện sự nghiệp. Dù luôn cố gắng hết sức mình nhưng vẫn không tránh khỏi những rắc rối bất chợt xảy đến. Có thể kẻ tiểu nhân đang tác quai tác khoái, tiềm hãm bước phát triển của bản mệnh, cho nên cần phải tinh tường để nhận ra ai là người thật sự tốt đối với mình, còn ai là kẻ đang ngấm ngầm hãm hại mình. May mắn phương diện tài lộc trong tháng có những bước phát triển ổn định, bản mệnh nên phát triển theo hướng chậm mà chắc, chứ không nên vội vàng đầu tư vào những mối có thể thu vốn một cách nhanh chóng. Tử vi tháng 8 âm lịch, tuổi Tân Mùi sẽ phải làm việc khá vất vả trong tháng 8 âm lịch này, dù sự nghiệp đã dần được ổn định hơn trước, nhưng khó khăn vướng mắc trong khoảng thời gian trước đã được giải quyết phần lớn nên có thể thả lỏng hơn, không còn quá căng thẳng nữa. Tuy nhiên sức khỏe lại có dấu hiệu suy giảm. Có thể đây là lúc cần buông xuống những gánh nặng và dành nhiều thời gian để yêu thương, chăm sóc bản thân mình nhiều hơn. Đặc biệt trong thời điểm này, bản mệnh cũng không nên vội vàng đầu tư, dễ bị kẻ xấu lừa gạt dẫn đến cảnh phá tài. Tử vi tháng 9 âm lịch, tuổi Tân Mùi sẽ phải chịu nhiều áp lực về mặt tinh thần trong khoảng thời gian này. Điều đó khiến cho bạn cảm thấy khó chịu do tính hiếu thắng và nóng lòng thể hiện điểm mạnh của bản thân nên dễ đẩy chính mình vào những chuyện rắc rối không cần thiết. Trên phương diện tiền bạc, có thể sẽ phải chi tiêu nhiều cho việc phô trương bản thân. Trên thực tế, không nhất thiết phải khoe mẽ. Nếu muốn nhận được sự chú ý của mọi người, hãy tin tưởng và tự tin vào chính mình. Người khác sẽ bị hấp dẫn bởi chính con người của mình. Tử vi tháng 10 âm lịch. Đến tháng 10, vận trình của tuổi Tân Mùi có dấu hiệu ổn định và phát triển rõ ràng hơn trước đó. Bản mệnh có thể gặp gỡ được quý nhân hoặc được người đồng chí hướng, đôi bên sẽ hợp tác để cùng hướng tới một mục tiêu cụ thể. Nhờ có người trợ lực, mọi việc cũng có thể tiến triển thuận lợi hơn trước rất nhiều, tạo động lực cho bản mệnh có thể tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai. Tử vi tháng 11 âm lịch. Dù đã bước vào thời điểm cuối năm 2021, nhưng vận trình của tuổi Tân Mùi vẫn không được thuận lợi như ý muốn. Cục diện tương hại khiến bản mệnh dễ vướng vào cái bẫy của kẻ tiểu nhân nếu không đủ kinh nghiệm hoặc sự sáng suốt để nhận ra. Mối quan hệ giữa người thân trong gia đình cũng có dấu hiệu xa cách. Bản mệnh cần chú ý đến chuyện tình cảm nhiều hơn, dù công việc có bận rộn đến mấy thì cũng không nên dồn hết trách nhiệm chăm sóc nhà cửa cho nửa kia của mình. May mắn là phương diện tiền bạc không gặp vấn đề gì quá lớn. Nếu chi tiêu hợp lý thì bản mệnh còn tiền để tiết kiệm, phòng biến cố xảy ra. Tử vi tháng 12 âm lịch. Dưới sự tác động của cục diện tương xung, tháng 12 âm lịch tuổi Tân Mùi vẫn không được yên ổn. Dù đã cố gắng làm việc nhưng vẫn luôn phải chịu đựng sự đối nghịch của đồng nghiệp. May mắn tiền bạc có dấu hiệu tăng nhẹ, bản mệnh có thể nhận được khoản tiền thưởng cuối năm. Song thời điểm này cũng cần phải mua sắm rất nhiều thứ nên khoản tiền ấy cũng chẳng thấm vào đâu. Vận hạn của tuổi Tân Mùi trong vận trình nửa cuối năm Tân Sửu 2021. Về mặt sao hạn của tuổi Tân Mùi. Trong 6 tháng cuối năm 2021, tuổi Tân Mùi nam mạng bị sao Thái Bạch chiếu mệnh. Đây là sao xấu, gây hao tán tiền bạc, dân gian có câu, Thái Bạch quét sạch cửa nhà. Công việc kinh doanh có tiểu nhân quấy phá, tiền mất, của mất,
có thể trắng tay đề phòng quan sự. Không những vậy, bản mệnh còn gặp phải hạn thiên la. Thiên la trở về ốm đau không khỏi, hao tốn tiền của. Bệnh đều do quỷ ma quấy phá mà ảnh hưởng tới sức khỏe, công việc. Còn đối với Tân Mùi nữ mạng thì trong thời gian này may mắn được sao Thái Âm chiếu mệnh, sau này thường đem lại sự hài hòa, vui vẻ, hạnh phúc, may mắn về tiền tài, làm cho được tội nguyện những ước mơ của mình. Tuy nhiên, bản mệnh cần chú ý hạn tam kheo vào thời điểm này. Khi gặp hạn này, cần đề phòng thương tật ở chân tay, đi cộ, đi lại xe cộ cẩn thận, chú ý chứng phong thấp, bệnh xương khớp và chứng mỏi mắt hay bị mờ mắt. Cảm ơn tất cả các bạn và quý anh chị đã lắng nghe và theo dõi bài luận tử vi 6 tháng cuối năm Tân Sửu 2021 của tuổi Tân Mùi sinh năm 1991. Nếu thấy video hữu ích, quý anh chị và các bạn đừng tiếc like, comment và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Đồng thời đừng quên đăng ký miễn phí kênh và bấm tín hiệu chuông để luôn là người đầu tiên nhận được thông báo khi có video mới nhất. Kính chúc quý anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại.